Một buổi chiều muộn và thời tiết thì cũng khá là tối rồi, nhưng mà chiếc xe này vừa mới về xong và Evuzio Auto lại review lên sóng cho các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc. Và đây là một chiếc xe mà nếu các bác nào mà nghe thấy cảm thấy Trung Quốc là một chiếc xe kém thì hôm nay em sẽ review cho các bác chiếc xe này. Và cũng khẳng định các bác luôn là bên Evuzio Auto đã đi và sử dụng chiếc xe này quá là nhiều rồi, cũng đã làm công vụ đi đường trường rồi đi đồi đèo các thứ thì cũng đã thấy là rất là ok rồi. Và với cái tầm tiền loanh quanh giá tầm khoảng hơn 600 thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho một chiếc xe đời 2021, form mới bản Premium 2021 luôn. Và đây là một chiếc xe sử dụng động cơ máy 1.5 có turbo, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 7 lít đối với đường trường và 8 lít đối với đường trung bình. Thực sự là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là hợp lý cho một dòng xe SUV thể thao 5 chỗ gầm cao, máy chắc chắn và với động cơ máy 1.5 thì thực sự đây cũng là một cái dòng xe vừa bốc vừa khỏe, vừa ăn xăng ít tiết kiệm nhiên liệu và cũng là một cái dòng xe tương đối là đẹp, kiểu dáng trẻ trung, dành cho những ai yêu thích một chiếc xe có thiết kế đẹp, dành cho những ai yêu thích một chiếc xe có gọi là khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt và là một chiếc xe bền bỉ. Đã chạy nhiều năm rồi nên ở thị trường Việt Nam mình là một cái thị trường khó tính. Nhiều chiếc xe đã từng được đi, thế nhưng mà đây cũng là một cái dòng xe đã được trải nghiệm qua quá nhiều người rồi. Và chiếc xe này thì hiện nay ở thị trường cũng đang là rất nhiều người tìm kiếm. Thế là bác nào mà yêu thích những chiếc xe Beijing X7, yêu thích những chiếc xe công nghệ, yêu thích những chiếc xe mà gọi là tiết kiệm nhiên liệu và cũng là một mẫu xe của Trung Quốc, người ta gọi là đi đầu xu hướng thời điểm này, thì cũng là sự thoái trào của các dòng xe của Nhật rồi. Công nghệ thì không ăn thua, độ bền bỉ thì cũng vừa vừa, và chất xe thì xe Mỹ, xe Hàn rồi xe Nhật Bản. Thì đây, hôm nay em lại mang về cho các bác một chiếc xe của Beijing X7, là một cái dòng xe nội địa, cũng là một cái dòng xe chạy rất là ok đấy, máy số ngon lành, cành đào mượt mà. Và tất cả những người mà đã đi Beijing X7 rồi thì khẳng định các bác là khi mà đã bán những chiếc xe này đi rồi thì để mà cùng tầm tiền, cùng phân khúc thì sẽ không có con xe nào địch được con xe này luôn. Vì là vừa rẻ này, vừa ngon này, vừa bổ này, đấy, nhiều tiêu chí luôn. Còn các bác nào không tin thì em mời các bác cho các bác đến xem xe test thoải mái luôn, để các bác thấy rằng là đây là một chiếc xe như thế nào. Và những cái dòng như thế này thì nó có những cái hệ thống hiện rất là hiện đại, điều khiển giọng nói, rồi điều khiển auto option rất là nhiều luôn, kể cả là vậy hệ thống vận hành, chế độ lái, rồi cũng như là hệ thống cảm biến auto full cho các bác, nên là độ an toàn rất là cao. Đặc biệt cái dòng này thì khi mà các bác đi đường cao tốc, đường trường, các bác sử dụng hệ thống tự động cruise control, có hệ thống radar cảm biến cảnh báo 360 độ, nó sẽ rất là an toàn, kể cả thực sự ra nói các bác là nó còn an toàn hơn là mình đi đường luôn. Đấy, thế nên là các bác sử dụng những chiếc xe như thế này thì thực sự là mình đi là rất là yên tâm, vừa là an toàn cho mình, vừa là tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc. Thế nên là các bác nào mà yêu thì em mời các bác qua trực tiếp xem xe. Và chiếc xe này thì em vừa mới lấy về xong thôi. Đấy, đầu tiên nói về độ hiện đại đi. Độ hiện đại thì con này là mặt đằng trước nhá các bác nhá, đằng sau này thì nói chung là đấy, độ hiện đại nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi về cái phần đầu của chiếc xe đây. Về cái thiết kế của mặt ca lăng này thì tương đối là đẹp. Đấy, mặt radar cảm biến phía đằng dưới, dưới biển đây này, dưới biển đây này. Và biển số Hải Phòng nhá. Em này thì đăng ký năm 2023 và cái này thì cũng là hai chủ rồi, nhưng mà chất xe thì quá ok. Bác chủ đợt vừa rồi là cần tiền để sang đất nên là bác ấy mới để lại cho em thôi, chứ bình thường thì bác ấy cũng bảo là rất là tiếc. Đấy, rất là tiếc khi mà bán được chiếc xe này. Thế nhưng các bác biết rồi, khi mà đã cần tiền sang đất thì các bác biết là phải chơi những con ô tô như này thì mới có thể là đỡ được. Cam 360 độ ngay phía trước nhá, và cảm biến radar quét xung quanh. Con này thì cảm biến full max của nó là 200m, thế là có thể cảm biến quét radar rất là an toàn. Khi mà mình đi tốc độ cao, ví dụ tầm 120 cây, sử dụng cảm biến quét radar nó sẽ rất là an toàn khi phát hiện ra vật thể lạ phía đằng trước. Đương nhiên là nó sẽ giảm tốc độ theo đi kèm. Nhiều bác không biết, không sử dụng cái chức năng đúng thì dẫn đến là bảo là cảm giác vận hành nó không đạt. Nhưng mà thực sự là những chiếc xe như thế này khi mà đã biết rồi, đi quen rồi, em nói thật các bác là nó rất là an toàn luôn. Cả cả hệ thống bi projector của chiếc xe là 3 bi projector luôn nhá, khả năng chiếu sáng cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đấy, 3 mắt bi projector, ánh sáng đều. Đấy, định vị này, rồi pha cốt các thứ đầy đủ đàng hoàng. Đấy, hốc gió của xe là hốc gió thật chứ không phải hốc gió giả như một số cái dòng xe mà tạo hốc gió để cho nó nhìn cho nó bê thôi. Còn em này là em vừa mới lấy về xong, chưa có sơn xi dọn dẹp, chưa có làm một cái gì cả. Thế nhưng mà chất xe của nó thì vẫn còn yên tâm. Đấy, cảm biến phía đằng trước là 4 mắt nhá, rất là an toàn cho các bác khi mà mình đi lại và tránh va chạm được.
và xe thì nói chung là đi những chỗ chật hẹp thì rất là yên tâm. Nó thực sự ra là khi mà nó đi nó cảm biến nhiều thì nhiều lúc là cũng thấy hơi nhức tai, nhưng mà đã sát thì nó sẽ báo, thì rất là yên tâm cho các bác về độ an toàn. Và những chiếc xe này thì thực sự là ở thị trường thì bây giờ nó cũng tương đối khá là hiếm hoi đấy, cứ thi thoảng cứ thò ra con nào là các bác ấy đã mua và đặt cọc luôn. Thế là các bác nào yêu thích và chần chừ thì các bác cứ alo ngay cho em. Đấy, bên này cũng có cảm biến này, cảm biến sườn này. Và tôn vỏ của xe thì tương đối là mềm mỏng nhá các bác nhá. Đấy, nẹp chrome ngay trên phía trên cánh cũng như là trên mang. Còn em này lốp của nó là một dàn Dila Pro HP2 mới tinh, lốp 235, 55 la răng 19, la răng phay của đời 2021. Nhiều bác thì cứ bảo đời 22 thích hơn, nhưng nói thật thì em cứ thích cái form 21 này luôn. La răng nó to, nhìn nó chắc chắn và nhìn nó khỏe. Đấy, phanh đĩa 4 bánh và cua lốp thì không có mục mọt tí nào rồi. Nói chung là với cái tầm tiền như thế này thì thực sự là Beijing X7 là một cái mẫu xe mà đáng đồng tiền bát gạo. Đây, em sẽ mở cái đèn phía đằng trước, đèn ô tô. Đèn ô tô, à không, phải mở đèn kia cơ, chứ ô tô thì bây giờ thời tiết nó vẫn đang sáng. Đây các bác nhìn này, mắt lác định vị này, rồi bi projector đây. Đấy, nhìn rất là phê luôn. Và cái thiết kế của cái dòng này nó là một cái dòng xe thiết kế gọi là xu hướng mới, thiết kế mới, trau chuốt hơn, tốt hơn. Còn về phần sườn thì đây, toàn bộ cánh sườn của xe nhá, xe đảm bảo cho các bác là không có đâm va. Em này không có đâm va và được sơn là sơn màu đỏ chính hãng luôn. Con này là sơn zin của hãng nhà cung cấp Kilin luôn. Tay nắm ẩn nhá các bác nhá, tay nắm ẩn khi mình khóa thì nó sẽ tự động nó ẩn vào. Đấy, rất là tiện lợi và hiện đại luôn cho một cái dòng xe cao cấp. Và xe thì phần gương chiếu hậu có cảm biến cảnh báo va chạm phía đằng sau cho các bác. Rồi có sấy gương, rồi có các cái xi nhan tích hợp đầy đủ. Gương là cũng chống chói luôn. Gương này là gương chống chói đấy ạ. Cửa cao cấp keo chỉ cánh zin nhá. Con này là cánh chỉ zin luôn. Đấy, nên là các bác nào mà thích gọi là bảo muốn mua xe đẹp, xe sướng thì các bác cứ yêu em này là hợp lý này. Màu sơn của xe thì không phải là màu đỏ tươi mà nó là màu đỏ đun, rất thích hợp và rất là nhã nhặn luôn. Toàn bộ tapi da của xe cánh nha. Đấy, tapi này. Đây là da các bác nhá. Nó rất là mềm. Đấy, dành cho những dòng xe cao cấp và có kính điện này lên xuống là hoạt động nhẹ nhàng. Kính dày, khả năng cách âm chống ồn của kính thì tương đối là tốt. Và phần ốp này các bác nhìn này. Đây là ốp nó có ánh sáng nhá, nó có ánh sáng nó chìm ở bên trong. Đây các bác nhìn đỏ đỏ này. Thì cái này là ban tối nó sẽ đổi màu luôn, nhìn rất là hiện đại và mê. Đấy, còn về phần nội thất sàn của xe thì đang sử dụng sàn da là 3D. Đấy, có kết hợp sàn xoắn chống bẩn. Và cái sàn này thì cũng tương đối, cái này là do là bác chủ bác ấy lắp thôi, thì cũng không có vấn đề gì. Nói chung là sàn này là sạch sẽ là ok rồi. Còn về phần ghế thì nội thất của nó là toàn bộ ghế hai hàng của xe là đều là sử dụng ghế da Napa. Đấy, ghế da căng. Đấy, có túi khí an toàn trên ghế lái và ghế phụ bên kia. Và ghế thì có lỗ thoáng để phục vụ cho việc là ví dụ các bác đi lâu ấy thì sẽ có hệ thống thổi gió ở phía dưới lên. Và mùa đông thì có hệ thống sấy ấm. Thế là rất là hiện đại nhá. Và kể cả là vô lăng cũng có sấy luôn, sấy vô lăng cho các bác luôn. Đấy, túi logo Beijing và có túi khí ngay trước mặt. Còn về phần cụm phím điều khiển của xe thì là cụm phím bắc, đấy. Sau đó cái này nó đang hướng dẫn đường. Thì cụm phím điều khiển của xe là hoạt động hoàn toàn ok nhá. Em sẽ hạ cái âm thanh này xuống. Đấy, hạ cái âm thanh này xuống, không phải bấm tắt thì cũng được. Đấy, màn hình hiển thị của xe thì là màn hình hiển thị số 3 vùng rõ ràng. Và cái này thì nó có đồng hồ hiển thị luôn. Đấy, có đồng hồ công tơ mét dẫn đường, rồi các thứ linh tinh. Đây, em sẽ đóng cái cửa này vào. Vì cái nào này là cứ khi mà đóng các cái chức năng an toàn. Đây là các bác ơi, 1.6 nhá. Thế còn bây giờ là mình sẽ điều chỉnh cái đồng hồ hiển thị bên tay phía trái đi. Đấy, đồng hồ giờ này là bây giờ đang là 5 giờ 17 phút này. Đấy, đồng hồ mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình này. Đấy, và xe này thì các bác yên tâm về độ chất này, nó ghi rõ luôn này, mức tiêu thụ nhiên liệu này. Đấy, bên kia là radar cảm biến cảnh báo này. Và đây là đồng hồ hiển thị tiêu thụ nhiên liệu cũng như là đồng hồ tốc độ ở phía trên. Còn bên này thì là màn hình em đang để chế độ gọi là định vị dẫn đường. Màn Android to vật vã luôn. Đấy, và trên tablo xe thì không hề lỗi lầm tí nào. Đấy, các bác nhìn nhá. Nói chung là xe thì là xe zin tuyệt đối cho các bác rồi. Chạy được 1.6 và nói chung là chất xe hay là giá thì thực sự rất là hợp lý luôn. Em này thì có cửa sổ trời full panorama toàn cảnh. Và cái này thì nó có điều khiển giọng nói luôn. Đấy, thế nhưng mà đây các bác nhìn. Đấy, cửa là đóng này. Bây giờ em sẽ thực hiện là mở bằng điện nhá. À thôi, cứ review qua cái này đi đã. Xong rồi tí nó sẽ mở mấy cái chức năng ấy sau.
Vâng, cũng là tương đối là hiện đại cho một cái dòng xe, ok. Đấy, cửa gió điều hòa vùng sau, có cổng sạc 12V và cổng sạc điện thoại sẵn luôn nha các bác nhá. Đây là phía dưới này. Và sàn đây này. Sàn này hơi bẩn tí vì là em đã dọn đâu, chưa dọn dẹp một tí nào luôn. Đấy, ghế da này. Ghế da căng nét này nẹt luôn, màu vàng nhá. Ghế da màu vàng, đấy, màu sang trọng. Và ghế da Napa nó là một cái dòng ghế da cao cấp rồi, dành cho các cái dòng xe sang xịn mịn sướng rồi. Thế các bác nào mà cảm thấy mà yêu thì các bác cứ qua xem xe. Đấy, xe này thì bên em vẫn đang hỗ trợ trả góp bình thường. Và các bác chỉ cần 250 triệu là các bác đã có ngay được xe rồi. Đấy, dàn lốp của xe là có 4 quả thì đảm bảo cho các bác là zin tuyệt đối là 2021. Và lốp dép zin này, lan răng đúc các thứ là zin hết nhá. Hệ thống đèn hậu của xe này, các bác nhìn này, mắt led nhìn rất là phê và mê luôn. Đấy, mắt led sáng láng và rất là phê. Đấy, toàn bộ mắt led nhá. Và cảm biến phía đằng sau của xe đang là 6 mắt cảm biến, cho 4 mắt phía đằng sau và 2 mắt bên sườn, để đảm bảo cho các bác việc mình lùi, đấy, đỗ. Và cốp thì có mở điện kể cả trên khóa cũng như là mở trên cốp như này đây. Đấy, mở điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Toàn bộ chỉ keo cánh của xe thì bao zin cho các bác luôn nhá. Đấy, còn xe là sử dụng ti chống thủy lực nên là rất là khỏe, nhưng mà lại đảm bảo cho cái việc là ví dụ như là mình đang hạ mà mình có một cái gì đấy nó chạm, ví dụ đây này. Ví dụ là em đang hạ này nhá, mà em chẳng may em chạm vào đây cái thì là nó sẽ dừng. Nó rất là an toàn, nó không bị như kiểu là kẹp tay hay là bị ép như kiểu là các cái trường hợp trẻ con chẳng may nó ở đây cái, nếu mà ép xuống cái là tự dưng là mất an toàn và nó gây tai nạn. Thế nhưng mà đây này, ví dụ này, đấy, các bác này, đấy. Đấy. Đấy, đỡ cái đỡ ngay. Lúc nãy mình để nó hơi ấy cái thôi, chứ còn cái này không phải là nó không cảm biến, mà là mình đặt tay nó hơi lỏng một chút. Thế cái đấy ok nhá. Nói chung là như vậy là rất là tốt rồi. Còn về phần nội thất đằng sau của xe thì là toàn bộ bằng sàn da 3D. Đấy, sàn da 3D này. Bên dưới có lót và lốp sơ cua là chưa có hạ. Đấy, lốp sơ cua chưa hạ. Đấy, xe chạy 1.6 vạn đầy đủ option. Đấy, nội thất nỉ còn nguyên. Và xe thì cam kết đảm bảo cho anh em là không có đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, không thủy kích phạt nguội nhá. Đấy, và anh em nhìn này. Đấy, hệ thống đèn nhìn rất là mê luôn. Ban đêm thì cái dòng này đèn nó nhìn nó rất là sướng, nó không như là ban ngày. Đấy, đèn ban ngày thì cảm giác gọi là thiết kế nhờ theo kiểu thiết kế của form xe. Thế nhưng mà ban đêm thì đây cũng là một chiếc xe tương đối là đẹp. Với cái tầm tiền loanh quanh của tầm hơn 600. Đấy, toàn bộ lốp thì có cảm biến lốp này, có báo về nhiệt độ lốp. Còn về phần toàn bộ phần thân cánh này, đấy, các bác nhìn này, thân cánh này keo chỉ zin hết cho các bác luôn nhá. Đấy, tapi da, đấy, tapi da. Rồi vân đèn hiển thị. Và cái này thì nó đều là sử dụng phần mềm hết. Nhiều bác bảo phần mềm như vậy thì nó hay bị lỗi. Thì thưa với các bác là càng công nghệ cao, càng hiện đại thì đương nhiên nó cũng phải có những cái khâu sơ suất và khiếm khuyết. Nhưng cái đấy là bình thường và không có vấn đề gì nhá. Đấy, các bác nhìn này, không có vấn đề gì luôn. Mình cứ hoạt động bình thường là được. Còn xe thì nó là chất cứng rồi. Ghế cả ghế phụ cũng như là ghế lái đều là sử dụng ghế điện luôn. Đấy, sàn phía dưới này. Đấy, các bác nhìn này, sàn phía dưới đẹp nhá. Vân ốp này và những cái này là nó đều sử dụng đèn. Đấy, ngồi bên trong thì tương đối là rộng. Dòng này thì nó là dòng SUV thiết kế 7 chỗ nhưng mà là sử dụng là con 5 chỗ. SUV theo thiết kế là 7, form 7 nhưng mà lại là thiết kế 5 nên là rất là rộng chứ nó không phải là 5+2. Đấy, thế nên là các bác mà thích nhau gọi một chiếc xe SUV gầm cao, thể thao rộng, tiện thì đây là một sự lựa chọn hợp lý luôn. Và máy thì con này là động cơ máy của nó đang là một động cơ máy 1.5 nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 8 lít đối với đường trung bình, cũng là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối là ok. Đấy, cửa sổ trời khoáng đãng luôn. Và xe thì được bảo dưỡng định kỳ tại Kilin và mới bảo dưỡng gói là gần 11 triệu vào hôm Tết để mà đi vận hành sử dụng lâu dài. Thế nên là các bác về lại yên tâm, bảo dưỡng hãng định kỳ. Đấy, xe chạy được 1.6 vạn. Và mặt này, đấy các bác nhìn nó còn đẹp như thế này mà. Và con này là một chiếc xe mà mua không biết lỗ là cái gì nhá. Đây em xin phép em nổ máy này. Đấy, máy nổ rất là êm, nó chỉ chấm màn hình một chút thôi và máy nó đã lên rồi. Vòng tua máy thấp và cái dòng này thì nói chung là các bác về lại đi là yên tâm. Đấy, áp suất lốp này, cảm biến áp suất lốp này. Bên này là vòng tua máy là 700 này. Đấy. Đó, các bác để ý là toàn bộ táp lô này, xe căng nít luôn. Có cửa gió điều hòa, gạt mưa auto, gạt mưa của con này cũng là auto luôn đấy chứ không phải là gạt mưa ấy đâu. Có nước có mưa thì nó phun. Đấy, sạch sẽ này, gạt mưa thì tương đối cây gạt này là hơi kém, cây gạt
gạt bên này nó hơi kém này, không sạch. Hai cái gạt này nên thay. Vâng, tầm này nhưng mà hai gạt này nên thay rồi. Đấy, màn hình điều hòa hiển thị hiện đại này, có nhiều các chức năng, đèn auto. Đấy, em bật lên rồi. Cái này là lúc nãy đang tắt. Vâng. Và cái xe này thì được cái là có số tự động rất là mượt mà, và cách sử dụng thì rất là đơn giản nhá. Ví dụ như là đang ở P đúng không? Mình bóp cái số là mình bóp ở trên này có một cái nút này, thì là bóp xuống cái này cái kéo xuống D. Đấy, nó sẽ bắt là em phải đạp chân phanh, kéo xuống D là đi. Đấy. Rồi mình bóp là kéo lên N thì là sẽ là số trống. Còn kéo lên trên nữa thì là số R là số lùi. Còn nếu các bác muốn về P nhá, các bác bấm ở đây này, đây này, P này. Đấy, bấm vào P. Và xe thì có phanh tay tự động này, phanh điện tử này, hệ thống hỗ trợ phanh tự động ABS, khởi động tự động này, rồi hệ thống radio. Đấy, các cái phím điều chỉnh cụm phím 3 phương 8 hướng này, có hết nha. Đấy, không trông vậy thôi rất là hiện đại luôn đấy ạ. Vâng, và màn hình thì xe là có nhiều cái chế độ màn hình. Đấy, nhiều chế độ màn hình và có hướng dẫn dẫn đường cho các bác, nên là các bác yên tâm. Đấy, còn cái này thì nó đang cái link liên kết nó bị chậm thôi. Đấy, em bấm cái này này. Bây giờ là em sẽ điều khiển giọng nói nhá. Link liên kết chậm. Bật cửa sổ trời. Mở cửa sổ trời chứ. Đóng cửa sổ trời. Cái này thì em vừa mới hạ lệnh cho nó xong. Đấy, thưa các bác là nó tự nó đóng nhá. Đây nhá, nút cửa sổ trời ở đây nhá. Đây đây đây, nút đây nè. Đấy, em vừa mới hạ lệnh cho nhá. Bây giờ em sẽ mở ra nhá. Em mở ra, đây là nút là mở này. Đây là nút mở đây nhá. Đây, đây có đúng không? Đây, em sẽ tắt ở đây nè. Rồi, bây giờ em sẽ điều khiển giọng nói này. Mở cửa sổ trời. Đấy, 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 các bác kia. Vâng, rất là tiện lợi luôn. Đấy. Nhưng mà cái ngôn từ của con này nó đang bị lệch ngôn từ một chút nhá. Có nghĩa là nó đang, em nghĩ là nó đang hiển thị kiểu tiếng giọng miền Nam ấy. Thế nên là đâm ra là mình nói nhiều lúc nó cứ bị kiểu bắt không chuẩn. Đấy, ví dụ thử cái quả nâng kính như nào. Nâng kính. Có lên. Đấy, 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 các bác kia. Đây nhá, đây là cụm phím tổng nhá. Em sẽ quay đúng cái góc này luôn, không lại bảo là mình thế này thế nọ bằng tiếng. Hạ kính. Đấy, các bác thấy chưa? Hạ hết kính này. Mở cốp sau nhá. Quả này mình chơi mở cốp sau đi. Mở cửa sau. Khả năng có không? Cái lệnh này khả năng không đúng lại. Ồ, mở thật đó bác. Mở thật. Đấy, độ hiện đại nó thế nhá. Rồi, em lại đóng cửa sau này. Đóng cửa sau. Cái này vậy. Đóng cốp. Đóng rồi. Ngon. Đấy, đóng thì nó sẽ báo này, tắt đi cái, đấy nó rất là an toàn. Đấy, có nghĩa là cứ báo lỗi gì là nó sẽ cho hết màn hình này luôn. Đấy, về phần đèn rồi, bây giờ đến phần máy, máy thì đang nổ rồi. Đấy, máy đang nổ nhá, nên là bây giờ ta sẽ cùng ra khoang máy đi. Em này thì động cơ máy của nó là 1.5, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 8 lít đối với đường trung bình và 7 lít đối với đường trường. Đấy, các bác yêu xe công nghệ thì em nói đây, các bác nhìn này, khoang máy nó vô cùng sạch sẽ luôn. Động cơ turbo GDI luôn. Máy thì em không có rửa dọn, em để nguyên mộc. Trên này thì em hơi lau tí thôi, còn ở dưới là để nguyên nhá. Đây các bác này, khoang máy thì sạch và zin tuyệt đối cho các bác luôn. Có nghĩa là xe là không có động chạm, áo tháo mở gì cả, máy số zin. Xe là cam kết cứng và không có đâm đụng. Toàn bộ keo chỉ cabo là bao zin cho các bác này. Xe là cam kết đảm bảo cho các bác là zin tuyệt đối và không có đâm va. Có bảo dưỡng định kỳ tại hãng rồi. Con này là bảo dưỡng tại hãng Kilin GX668 luôn nhá. Đấy, thế này bác nào mà yêu thích cái dòng này thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Và đây cũng là một cái dòng xe hợp lý về túi tiền, cũng như là độ hiện đại, cũng như là về công nghệ, thì đây là một chiếc xe quá ok. Nên là bác nào mà yêu thích xe đẹp, xe sang Beijing X7 mà muốn mua thì em mời các bác qua cửa hàng.
Còn xe thì có thể là em sẽ báo thiếu một số cái công nghệ gì đấy thì các bác thông cảm nhá. Vì con này là một chiếc xe rất là hiện đại luôn, được tích hợp vừa là điều khiển giọng nói cũng như là vừa về các cái độ ổn định. Thế là các bác nào mà yêu thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, ngon lành bổ chất tại em Bugi. Con này thì các bác chỉ cần 250 triệu thôi là các bác sẽ sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Vừa rẻ, vừa ngon, vừa thơm, vừa bổ. Đấy, xe này mà không mua nữa còn mua cái gì bây giờ các bác. Ok, bác nào mà yêu thì điện thoại ngay và qua quán Toàn em để xem ngay chiếc xe này. Bên nhà em hiện nay đang có 3 con đấy các bác nhá. Một đỏ, hai trắng. Đấy, nói chung là độ đẳng cấp thì có thừa, độ sang chảnh mịn thơm thì cũng chẳng kém, và giá thì vô địch về giá rồi. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt. Bugi Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.